Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tiếp tục trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 1.922,8 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 103,86 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 26.119 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,66%, giao dịch ở mức 4,185% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 79,96 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đi lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ dừng đà tăng giá, giới đầu cơ giá lên tranh thủ mua vào. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới đứng quanh vùng giá 1.922 đô la Mỹ trên một ounce, như vậy là tăng khoảng 7 đô la Mỹ trên ounce so với mức giá cùng thời điểm ngày hôm qua là 1.915 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng trên thị trường thế giới bất tăng khi mà thị trường tài chính chú ý đến Trung Quốc công bố một loạt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, Trung Quốc đã giảm 50% thuế đối với giao dịch chứng khoán. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay gọi là PBOC đặt tỷ giá cố định cao hơn dự kiến đối với đồng bạc xanh trên nhân dân tệ. Tin tức này đã đè nặng lên đồng bạc xanh khiến đà tăng giá của đồng tiền này dừng lại, có lợi cho giá vàng hôm nay. Có lẽ giới đầu cơ kỳ vọng thị trường vàng sẽ khởi sắc nên họ đã tăng sức mua, giá vàng thế giới có lúc lên tới 1.925 đô la Mỹ trên ounce. Thế nhưng, đà tăng của giá vàng có phần khựng lại do thị trường chứng khoán Mỹ châu Âu trong đêm ngày hôm qua tăng điểm đã thu hút dòng tiền chảy vào cổ phiếu. Đồng thời, thì các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi hay gọi là PCE trong tháng 7 năm 2023, một thước đo lạm phát của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed để định hướng thắt chặt tiền tệ hay là nới lỏng chính sách tiền tệ. Từ đó mà giới kinh doanh vàng giảm dần sức mua, giá vàng trên thị trường thế giới có thời điểm quay về vùng giá 1.920 đô la Mỹ trên ounce. Về mặt xu hướng của giá vàng, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kiko News, theo Christopher Vichuo, người đứng đầu bộ phận tương lai và ngoại hối tại tatilai.com cho rằng những ngày tồi tệ nhất đối với vàng có thể đã qua và kim loại quý này đang chuẩn bị cho một đợt phục hồi. Tuy nhiên thì thời gian hiện tại vàng vẫn sẽ giữ gần mức 1.900 đô la Mỹ trên một ounce. Nhìn về hướng đi của vàng trong dài hạn, theo Oleasen, trưởng phòng chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saso cho rằng vàng có thể sẽ tăng giá đáng kể khi mà nền kinh tế Mỹ chuẩn bị bước vào thời kỳ tăng trưởng rất thấp kết hợp với lạm phát dai dẳng. Ông nói rằng nếu kịch bản này xảy ra sẽ xác nhận một điều rằng Fed thất bại trong cuộc chiến chống lại lạm phát dai dẳng và rằng các hành động tiếp theo có thể gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế. Điều đó khiến chúng tôi tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước khi mà đạt được mục tiêu lạm phát trung bình 2%, khiến cơ quan hoạch định chính sách phải nâng mục tiêu lên 3%, chuyên gia này nói như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thời điểm này thì điều chỉnh tăng giảm đan xen cho biên độ hẹp, còn với mặt hàng vàng nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 67,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,12 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 67,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,10 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, đã được mua vào mức 67,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,10 triệu đồng trên lượng. Mức giá này thì áp dụng cho cả hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra với PNG Hồ Chí Minh. PNG Hà Nội thì giảm 20.000 đồng trên lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Đối với giá nhận đồ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại được mua vào mức 56 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,95 triệu đồng trên một lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này là áp dụng cho giá nhận đồ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận đồ số 9 loại nửa chỉ mua vào mức 56 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng 21 đồng trên 1 đô la Mỹ. Hiện tại niêm yết ở mức 23.963 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ, các ngân hàng thương mại thì điều chỉnh tăng nhẹ sau khi đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện tại được mua vào mức 23.900 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.270 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.070 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.170 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi về giá sau khi mà điều chỉnh tăng mạnh 210 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 110 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong phiên ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.750.000, bán ra 6.810.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là 1 triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.750.000, bán ra 6.812.000. Pin G Hồ Chí Minh và Pin G Hà Nội mua vào 6.745.000, bán ra 6.810.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với Pin G Hồ Chí Minh. Pin G Hà Nội giảm 2.000 ở chiều mua chiều bán ra không có thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.730.000, bán ra 6.800.000. Doji Hà Nội mua vào 6.725.000, bán ra 6.815.000. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.752.000, bán ra 6.808.000, tăng 3.000 ở chiều bán chiều mua vào không có thay đổi. Mi Hồng SCC mua vào 6.760.000, bán ra 6.795.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.755.000, bán ra 6.795.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.685.000, bán ra 6.795.000, tăng 10.000 ở chiều mua chiều bán ra không có thay đổi. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.725.000, bán ra 6.815.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.750.000, bán ra 6.812.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.750.000, bán ra 6.812.000. SJC Huế mua vào 6.747.000, bán ra 6.883.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.812.000. SJC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.750.000, bán ra 6.810.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.752.000, bán ra 6.810.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.750.000, bán ra 6.812.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.748.000, bán ra 6.812.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này được điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 20.000 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.000 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.600.000, bán ra 5.695.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.600.000, bán ra 5.705.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.585.000, bán ra 5.665.000, cùng tăng 5.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.488.9000, bán ra 5.608.9000. Vàng 18K mua vào 4.064.2000, bán ra 4.264.2000. Vàng 14K mua vào 3.118.000, bán ra 3.318.000. Vàng 10K mua vào 2.177.5000, bán ra 2.377.5000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.